Xin chào đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có một mẫu xe đạp đua format Conversa Con 70, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu của Nga. Và xe thì được sử dụng full bộ chuyển động Shimano Tiagra từ đề chuyển số đến đùi đạp rồi đôi tay lắc full hết của Tiagra, vành của Shimano R500. Chiếc xe cấu hình tương đối là tốt và đang được bán tại cửa hàng mức giá là 10.800.000. Giá rất là hợp lý cho một chiếc xe cố hình Tiagra khung nhôm format thương hiệu Nga. Đây là một chiếc xe tông màu đen đỏ, rất là thể thao và cực kỳ là đẹp. Thương hiệu format này thì cũng đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, một thương hiệu của Nga rất là tốt trên thị trường. Khung sườn các thứ còn rất là đẹp các bác nhé. Sơn si vẫn còn khá là mới và chỉ có là những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về không thể tránh khỏi. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra với 10 tầng lip và đạp đĩa Tiagra với 2 tầng đĩa cho xe có 20 tốc độ khác nhau, đùi đạp trục rỗng của Shimano Tiagra luôn. Rồi trang bị thêm bộ vành của Shimano R500, vành Mayer một cặp luôn. Thì về Shimano thì họ chỉ làm bi côn thôi các bác nhé, không bao giờ họ làm bi vòng, nhưng mà bi côn của dòng Shimano này thì cực kỳ là bền rồi, công nghệ của Nhật rất là bền. Bánh rất là lướt này, rất là bon. Các bạn nhìn khung phanh 3 mảnh của Techo này. Đi đến phần ghi lông bên trên thì cũng được trang bị bộ tay lắc, tay lắc chuyển số Tiagra. Đây, đây là 10 speed này, đi 10 speed tương ứng với 10 tầng lip. Bên này double là 2, tương ứng 10 lip 2 đĩa cho xe 20 tốc độ khác nhau. Vành Mayer trên cũng là một cặp Shimano R500. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì xe phối bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Số rất mượt các bạn nhìn trên hình. Giờ chiếc xe đang được bán bên em mức giá là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.